Xin chào các bạn, tôi đã quay trở lại và hôm nay thì tôi xin giới thiệu các bạn một trong những sản phẩm trải nghiệm mới nhất đang ở đây. Nào, các bạn lại gần hơn tôi cho các bạn xem. Cụ thể đó chính là, ôi không đeo tai nghe nữa à? Ok, đây chính là chiếc tai nghe QC T3 mà đáng lẽ ra là lúc này thì Kiều Anh phải đang đeo trên tai. Làm tôi trên tai là khôi à? Mất dậy này. Rồi. Các bạn đã cùng tôi trải nghiệm và review sản phẩm này với sự tham gia của Kiều Anh không hề gì cả. Đùa thôi, Kiều Anh hello đúng không? Video này được tài trợ bởi Pikapi và ốp lưng đã về. Anh em nhanh chóng truy cập vào link bên dưới để mua sắm các sản phẩm mới nhất của Pikapi ở trên Shopee. Xin cảm ơn. Thì tại sao hàng ngày ngày anh thấy lúc nào em cũng đeo tai nghe AirPods ấy? Vì nó phù hợp công việc của em. Một ngày em đeo tầm khoảng 30 tiếng không? Em đeo giờ khoảng tầm 12 đến 14 tiếng. 14 tiếng thì em tắm em cũng đeo à? Hoặc cảm giác của em khi đeo chiếc tai nghe này là như thế nào? Cảm quan ban đầu và sau một thời gian ngắn thì em nghĩ chiếc tai nghe này âm nó không được vào tai lắm. Em cũng cảm nhận được nhiều tiếng nghe. Và cuối cùng em đoán con này giá bao tiền? Em nghĩ là rơi vào khoảng tầm trên dưới khoảng 500 nghìn. Đúng rồi, đấy chính là mức giá ban đầu của con này thôi. Và bây giờ nó có mức giá là hơn 300 nghìn. Bao tiền thôi? 329 nghìn. Đó, 329 nghìn dành cho một chiếc tai nghe True Wireless. Và bây giờ mình sẽ nói kỹ hơn cho các bạn. Con QC T3 này thực ra là đã ra mắt rất lâu rồi và đã có nhiều anh em review rồi. Nhưng mà tại vì đợt này giá nó xuống thấp vì thế nên mà một người ta bản mới là như nào? Làm gì có T3 mới? Không, cho bản mới nó bị ngáo à? Quạt cái thằng mõ mày. Vâng, tôi vừa có một cuộc cãi nhau với Khôi và Khôi nó cãi bằng được, nhưng cuối cùng thằng này đúng là thằng gì vừa mõm. Các bạn đừng xem cái Khôi ngậm nhá, thằng này nó toxic không khác gì mấy cái kênh TikTok trash cả. Gián điệp của Android. Rồi, về cái con tai nghe QCI này thì đã có rất nhiều các bạn chia sẻ rồi. Thứ nhất là vỏ của nó nhựa và nó chỉ có một màu thôi, thành ra nó là cái sự hơi nhàm chán. Nếu nó bán là nhiều màu sắc sẽ có đa dạng hơn. Vỏ này thì có một đặc trưng là các bạn dễ bị xước răm. Anh em dùng lâu thì phải giữ gìn là hết sức cẩn thận, nếu không là nó sẽ có hiện tượng là xước mờ hết các cái chữ này luôn, chứ không phải chỉ riêng là xước nhằm của chúng ta đâu. Thứ nhất là điểm trừ của chiếc tai nghe này là sử dụng cổng microSB. Mặc dù chúng ta đang sống trong thế hệ là cổng C đại trà đi khắp nơi rồi, nhưng xét cho cùng mức giá chỉ hơn 300.000 thì cái này chúng ta phải chấp nhận. Cái điểm nữa là cái nắp của nó thì các bạn thấy là khi bóc ra, mình nhận thấy là cái tai nghe này nó mới được làm dạng bóng. Thì khi mà các bạn ra mồ hôi tay á, lấy nó ra hơi khó. Nói thật với các bạn luôn là nếu trường hợp mà các bạn mà không ra mồ hôi tay không sao, nhưng quả tai nghe này mà bị dính vào thì nó khá là dễ, cũng dễ trầy xước đây vì là nhựa bóng và là trơn hơn. Nhưng được cái là cái nắp đậy của nó thì lại được hút nam châm rất là chắc. Đấy, thấy không? Đây là một trong những cái thế mạnh của cái chiếc tai nghe này. Còn về chất âm thì được đánh giá là một chiếc tai nghe nghe tạp, tức nghĩa là nó dành cho các bạn nghe đại đại trà, nhưng âm bass của nó sẽ không mạnh. Bởi vậy nên mà chiếc tai nghe này không phải để mà cạnh tranh về âm thanh. Và các bạn có thể tìm hiểu các cái bài đánh giá về con này và các cái nhận xét từ chính người dùng luôn, thì đại đa số đều cho rằng nó có thể ngon hơn mấy cái con Redmi Dot. Đại khái với con tai nghe giá rẻ của Xiaomi trong cùng tầm tiền thì con này là 300 nghìn của nó là đáng mua chỗ đó. Ngoài ra là kết nối của nó và cũng như trong quá trình khi mà sử dụng để mà nghe nhạc hay các bạn xem một số cái bộ phim thì độ trễ của nó thấp. Tất nhiên các bạn không thể kỳ vọng nó sẽ chơi PUBG ngon được. Làm sao mà những cái tựa game yêu cầu cái độ trễ cực kỳ thấp thì cái này nó không thể ứng được rồi. Về khả năng đàm thoại, âm thanh khi nói chuyện nó sẽ hơi vang. Và mình nghĩ rằng với những chiếc tai nghe mà hơn 300 nghìn True Wireless mà các bạn đòi lọc gió rồi đi ngoài đường nói chuyện rõ thì cũng hơi khó. Vì thế chỉ đàm thoại ở trong nhà thôi. Nhưng cái thế mạnh nữa cuối cùng là con này có pin khỏe. Pin của nó sử dụng khoảng 6 tiếng trong một lần sạc. Và nếu các bạn đi kèm với cả kén là rơi tầm khoảng là 20 tiếng và sử dụng cổng là microSB. Mình đánh giá tổng quan thì với 300.000 nó phục vụ cho những bạn nào cần một chiếc tai nghe True Wireless phục vụ nhu cầu cơ bản nhất. Đó, miễn là các bạn kiểu là các bạn không thích dây, các bạn quá chán với dây rồi thì các bạn sẽ mua. Còn nếu các bạn yêu cầu đẳng cấp mà ngon lành, nghe nhạc hay đủ các kiểu thể loại thì các bạn không nên quá tham lam. 329.000 mà đòi những cái đấy thì các bạn vui lòng nhân nó lên 3. Các bạn làm quá lô thì ví dụ các bạn đời thay đổi chẳng hạn thì các bạn có thể mua được. Đó. Và các bạn hãy cùng em like, share, bè và truy cập link bên dưới. Mình sẽ để link mua, các bạn mua mức giá 329.000 bởi vì nó diễn ra trong thời gian giới hạn từ ngày 20 này. Còn xem kênh của Khôi, thôi các bạn. Tắt này nha. Tai nghe này mà dám bảo là vừa ra mắt luôn. Hey, subscribe.